cho chị ba ăn cái đó. Để ngồi cho Chelsea ăn trước rồi xong rồi mới đưa nó coi video. Nó liếm cái chảy nước miếng đầy hết. Úi giờ, úi giờ, úi giờ, úi lè lưỡi ra. Úi giờ, ngon quá hả? Úi giờ ngon quá. Còn nếm cả. Ừ. Ý giờ, ý giờ, ý giờ. Cái kem sao giống cái miếng trong cái bơ quá vậy?